Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đệ trên đại diện trong gia đình. Kính thưa tất cả chư đồng đạo kính mến. Kính thưa quý vị, hôm nay cũng vào ngày 23 tháng 4 năm Quý Mão. Cũng có cái duyên lành tôi cũng được lên cái xứ địa Bình Dương để thăm đồng đạo. Hôm nay chúng ta được đoàn tụ với nhau để bàn bạc qua đôi điều giáo lý của Đức Thầy. Vừa qua được để Hồng nêu lên bốn câu giảng của Đức Thầy: thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm, thập tâm ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần lao lý diệu dơi, xô đẩy mãi trong dòng vũ trượt. Bốn câu này nằm ở trong Nguyễn Năm mà Đức Thầy viết năm 1941 ở tại nhà thương Chợ Quán. Quyển này dài 776 câu. Đọc lên mấy câu trên chúng ta thấy: tu ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, mới thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục, chứ cho ô nhiễm, thập tâm ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Thì thôi giờ chúng ta để bàn qua bốn câu giảng của Đức Thầy. Kính thưa toàn thể quý vị, Đức Thầy chúng ta là một vị Phật lâm phàm, ra đời giải đạo 7 năm 10 tháng 7 ngày, đem hết tất cả pháp tu, thiền tịnh song tu, phước huệ song tu, tất cả các pháp môn giới lực, cái gì cũng đều có hết: Bát Chánh Đạo, Môn Hoằng Diệt, Thập Nhị Nhân Duyên, Tứ Đức, Lục Độ Vận Hạnh, cái gì Đức Thầy cũng nói hết trong cái pháp tu. Bốn câu này Đức Thầy nói đến cái pháp tu tự lực, pháp tu tự lực, thiền tịnh song tu, mà cái này Thầy nói đến cái pháp tu thiền, tự lực tu. Bây giờ thắng thất tình, chữ thắng là gì? Chữ thắng có nghĩa là được, chữ thắng là được. Thường thường ta ra ta đánh giặc đó, mà thắng tất cả muôn binh là gọi là được. Vậy thì chữ thắng đó là được. Mà thất tình, chữ thất đó là bảy, mà thất tình nghĩa là bảy cái món thất tình. Mà bảy món đó là gì? Bảy món đó là hỷ, nộ, ái, ố, ai, cụ, dục, mừng, giận, yêu, ghét, buồn, lo, đau đớn, ham muốn, sợ sợ tham muốn. Vậy thì ở đây là bảy món là hỷ nộ ái ố ai cụ dục, mừng giận yêu ghét buồn lo đau đớn sợ sệt ham muốn, làm cho con người phải quay cuồng cái tâm trí của mình, mà từ trước đến nay cũng chính vì nó làm cho mình phải làm sao phải điên đảo, cũng chính vì nó. Vì thì thất tình lục dục này nó hại mình từ trước đến giờ không đắc đạo giải thoát được. Hôm nay Đức Thầy chúng ta là một vị Phật quá thương mình, xuống đây chỉ mình cái pháp tu để đối diện tận mà chỉ mấy thằng này. Vậy thì thắng thất tình nghĩa là chúng ta được, làm được, tu được, diệt được mấy thằng này thì gọi là thắng nó, chứ không thua nó. Nếu thua nó là chiến này tiêu. Nghe chiến này Thầy nói là thắng thất tình là được mới được, làm sao phải diệt trừ nó mới được, gọi là thắng thất tình. Nhưng mà giữ vẹn đạo chung, thôi bây giờ mình trở lại mẫu này chút xíu. Bây giờ mừng là gì? Hỷ chứ, hỷ là mừng, mà mừng nghĩa là gặp cái cảnh vừa thuận nó đưa đến mình cái mình vui quá, mừng quá cái mình cũng quên tu. Bây giờ hỷ rồi tới nộ, nộ là giận, mừng mừng là nó hoàn cảnh thuận đưa tới cho mình rồi mình cũng quên tu, rồi giận, giận tới cái giận quá cái cũng quên tu. Rồi ái, ái là yêu, yêu thương quá cái cũng quên tu, mất đi cái tâm Phật của mình. Rồi ố, ố là ghét, thương quá cũng tu không được mà ghét quá cái cũng tu không được. Rồi ai, chữ ai là nghĩa là buồn khổ, buồn khổ quá tu cũng không được. Rồi cụ, chữ cụ là sợ sệt, lo lắng sợ sệt, sợ sệt quá tu cũng không được. Rồi dục, dục là ham muốn, lòng của mình ham muốn đủ thứ trang trời, làm cho nó loạn đi cái tâm của mình. Còn cũng tưởng, mất cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Thất tình lục dục bắt buộc con người phí biết bao nhiêu tâm cơ, bao nhiêu trí não phụng sự nó, danh lợi cảm tình quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ,
Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong sáu đường không thoát khỏi dòng sanh tử. Con người muốn làm cho mình được sáng thêm lên, được giàu thêm lên, được sung sướng thêm lên, nghĩa là những cái định nó hoàn toàn nhỏ nhen thấp thổi. Họ không hiểu rằng cuộc đời là giả tạm, nay dày mai khác, thân thế lạc lưng, của cải gia tài như đám phù dân trước gió nước bọt mây bèo. Những cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này, rồi đến người khác, rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Vậy mà họ cuống cuồng tâm trí theo bả lợi danh, mùi phú quý thì theo những vật dụng tiểu ti eo hẹp, mừng giận buồn vui, làm cho cái tâm của mình nó không có giờ nào ngưng nghỉ được hết, nó cứ điên đảo, nó cứ trà trộn ở trong trống mà không thanh tịnh, không đắc đạo giải thoát được. Cho nên Đức Thầy kêu mình phải làm sao, phải thắng thức tình, chiến này nhất định là phải hơn nó mới được, trị nó mới được. Nhưng mà trị nó bằng cách nào, dài dài xuống chút xíu nữa mấy câu dưới Đức Thầy mới chỉ cho cái phương pháp mình để trị nó. Bây giờ giữ dạng đạo chung, giữ dạng chứ giữ là gìn cho nó chặt, giữ cho nó chặt, nó đừng cho nó sức mẻ, đừng cho nó sờn thì gọi là giữ, mà chữ dạng là tròn, giữ dạng nghĩa là giữ cho nó tròn, giữ cho cái tâm của mình á nó tròn dạng. Mà tròn dạng bằng cách nào đây? Đạo chung. Đạo chung là ngay chính giữa, không có lệch bên nào hết. Thí dụ giờ như thất tình nó 7 thằng chia ra làm hai, mừng, yêu, mấy cái này đó, ham muốn nó nằm riêng một bên, đó là cảnh thận. Nếu gặp mấy cái này thì nó quá vui, mà vui quá cái tâm mình nó lệch qua bên. Bây giờ tới nộ, sân hận, ghét, sợ sệt, mấy cái này nó nằm riêng qua một bên. Vì thì tách 7 thằng này ra chia làm hai, bên nghịch, bên thận. Nếu mà bên thận thì chúng ta quá mừng, mừng quá tu cũng không được. Bên nghịch nó làm cho mình tâm mình cũng rối loạn, tu cũng không được. Thì thôi giờ thầy nói là giữ dạng đạo chung. Giữ dạng đạo chung nghĩa là giữ cái tâm mình ở ngay chính giữa. Gặp cảnh thận không vui. Cảnh thận cái gì tới, tiền bạc hoặc cái thận gì đó tới, nhưng mình dứt khoát không vui, không nghiêng ngã theo nó. Mừng quá quên tu, phải không? Còn bây giờ bên đây gặp cảnh nghịch, buồn khổ, giận hờn này cái nọ, ta nói nó sợ sệt làm cho cái tâm mình nó rối, tu không được. Ra bây giờ thôi giờ giữ dạng đạo chung là giữ cái tâm ngay chính giữa. Gặp cảnh nào chúng ta tâm cũng không chao đảo hết, thì gọi là thắng thất tình, giữ dạng đạo chung. Muốn trị được thằng thất tình là chúng ta phải làm sao tâm đừng nghiêng ngã, giữ một mực một đi tới, tâm cho nó ngay thẳng. Như vậy mới gọi là giữ dạng đạo chung. Bây giờ tới câu thứ hai, trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Hồi nãy là thắng nó rồi, bây giờ tới trừ. Chữ trừ là gì? Chữ trừ là diệt nó hết. Diệt nó hết, không còn nữa, không còn cái ngó đưa lên nữa thì gọi là trừ. Ví dụ giờ giặt nó lú lên bao nhiêu đó, đem trừ nó hết, không cho nó nổi lên thì gọi là trừ. Nhưng mà trừ gì đây? Trừ lục dục. Theo lục dục đó thì có một người đó, người ta giải là lục dục nghĩa là lục căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhưng mà tôi không giải cái này. Nó cũng là năm cái thằng này, sáu này nó cũng là ham muốn. Tại vì cái lục căn nó nhiễm với lục trần, nó cũng là ham muốn. Thí dụ vào mắt ơi xem chất đẹp, tay nghe tiếng hay, mũi ơi ngửi hương thơm, lưỡi ơi đồ ngon béo, thân ơi sự sung sướng, ý ơi chất phận cao. Lúc nào cái tâm mình nó cũng rối loạn hết trơn trọi, nó ham muốn đủ thứ. Gặp sắc thì ham sắc, gặp thinh thì ham thinh, mà gặp hương thì ham thương, mà gặp vị thì ham vị. Còn thân mình thì ham sự xúc động, có nghĩa là ham cái sự mềm, đụng cõi với nhau, làm cho nghĩa là cái sự sung sướng của bản thân này, mềm này kia nọ, làm cho cái thân mình nó cảm giác nó hạnh phúc, cho nên chính đó mà nó thích thú. Rồi cái tâm của mình nó ham muốn đủ thứ ở trên trời, thì chỗ này nó gọi là cái ý. Nhưng mà đây theo tôi giải không giải cái ý này, nhưng mà lục dục đó nó có cái ý riêng. Bây giờ giải lục dục, giải cái này. Trong từ điển Phật học nó giải lục dục đó là sắc dục, rồi hình mẫu dục, quan nghi tư thế dục, rồi ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoặc dục và nhân tướng dục. Vậy thì sắc dục là gì? Sắc dục có nghĩa là mình gặp cái sắc bên ngoài. Ví dụ giờ sắc nam sắc nữ, bên nữ thì gặp sắc nam, bên nam thì gặp sắc nữ, làm cho có nghĩa là cái sắc đó đẹp quá đi, làm cho mình nghĩa là ham muốn say đắm, say mê không gờ rứt ra được. Đó gọi là sắc, sắc dục. Chữ dục là ham muốn. Rồi bây giờ tới hay là hình mẫu dục. Hình mẫu dục là cái tướng của người nữ hoặc tướng của người nam, nó đẹp làm sao đâu á, nhìn rồi nó đẹp, làm cho cái mình, cái tâm của mình nó ham muốn say đắm không gờ rứt ra được. Cái thứ ba là quan nghi tư thế dục.
cái đi cái đứng của cái người nam người nữ gì đó, thôi đi sao mà nó đẹp quá đẹp, giờ mới tướng đi là tự nhiên thấy nó thương rồi, làm cho mình phải say sưa để mà đắm nhiễm, rồi rứt ra không được. Cái thứ tư đó là ngôn ngữ âm thanh dục, lời nói nó trong trẻo, nó ngọt dịu, nó im tai, người nữ mà thốt tới nói ra cái mình ở đây đứt từng đoạn cuộc, quá tha thương. Vậy đó thì gọi là ngôn ngữ âm thanh dục, làm cho mình phải say đắm say sưa rồi rứt không được. Rồi cái thứ năm đó là tế hoạt dục. Chỉ tế hoạt dục có nghĩa là da thịt mịn màng, trắng trẻo, đẹp, làm cho mình phải say sưa, nhìn sao cái cô đó đẹp quá đẹp, đẹp đẹp biết rồi, cái tâm của mình mất tiêu luôn. Hay vậy là gọi là tế hoạt dục. Rồi cái thứ sáu đó là nhân tướng dục. Cái tướng của cái người đó rất là đẹp, eo thắt tròn hoặc là nó vừa, sau đó làm cho mình nhắm người một cái rồi là tự nhiên nó đẹp, mà đem cái tâm hồn của mình nó say đắm không ngờ rứt ra được. Vậy thì gọi là sắc dục, rồi hình mẫu dục, rồi quan nghi tư thế dục, rồi ngôn ngữ âm thanh dục, tế hoặc dục và nhân tứ dục, làm cho con người náo loạn cái cõi lòng. Cho nên chỗ này Đức Thầy kêu mình phải làm sao phải trị nó, thì gọi là trừ lục dục. Trừ lục dục là diệt nó hết trơn, nhưng mà muốn diệt nó thì tới câu thứ hai thứ ba Đức Thầy mới chỉ. Bây giờ trừ lục dục là chúng ta đừng cho nó nhiễm trong sáu cái con món này, giữ tâm mình đó ngay một chỗ một thanh tịnh. Tâm cần phải bình, tánh cần phải tịnh, giữ tư tưởng cho thanh cao, chí rắn thiện với chân lý, chân chứa ấy là cái đạo của mình đối với nhân loại của mình, đối với Phật của mình, đối với mình. Đó. Vì thì chỗ này đó là chúng ta phải trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm, chữ chớ là không có nên. Đừng, chữ chớ là đừng là không nên. Mà ô nhiễm, chữ ô là đen mà chữ nhiễm là thấm nhiễm. Vậy thì ấy đó là ô nhiễm là cái tâm mình nó bị đen đúa, thấm nhiễm. Mê mẩn mấy cái ngũ dục này làm cho cái tâm của mình nó loạn xạ hết trơn trời, nó đen lúa. Nhìn giới cấm nó sửa tâm ô tạp. Ô tạp là cái tâm nhiễm. Niệm Phật thì phải dẹp lòng tạ. Đây cũng là cái tâm nhiễm của con người. Vậy thì trừ mấy thằng này được thì cái tâm mình nó mới hết nhiễm. Mà muốn trừ mấy thằng này thì câu thứ ba Đức Thầy nói: thập tam ma diệt bằng chí kiếm. Tại vì nãy ở trên là bảy ma, là thất tình là gọi là bảy, mà lục dục là 6. Vậy thì 7 với 6 đó cộng lại đó là 13. Vậy thì gọi là thập tam ma, chứ thập là 10, mà chứ tam là 3. Vậy thì thập tam ma là nó 13 con ma. Vì trong mình, trong thân của mình nó tới 13 con ma trong tổng. Ra thập tam ma là nãy giờ đó thất tình với lục dục đó, hai cái thằng này nó gặp lại là 13 con ma. Nhưng mà mấy lâu nay mình sống trong mấy con ma này hoài mình không biết. Mà may quá nhờ sư phụ của mình ra đời chỉ cách từ tên nó diệt nó. Nghe nhờ như vậy mà chúng ta mới hiểu để biết được, để mà tu tập, để mà diệt trừ nó. Vì địa trên đó là thắng thức tình giữ dạng đạo chung là trừ 7 con ma. Dưới nó nghĩa là trừ lục dục cho chỗ nhiễm là 6 con ma nữa là 13 con ma. Thập tam ma là 13 con ma. Diệt bằng chí kiếm. Chữ diệt là cũng là dứt nữa. Chữ diệt là dứt. Mà diệt bằng chí kiếm. Chí kiếm là gì? Chí là nó ở trong đầu óc của con người, cái sự thông suốt, cái sự hiểu biết được ở trong đầu óc của con người thì gọi là trí. Nhưng mà trí này đó là trí kiếm. Cây kiếm đó để dùng để đánh giặc, người ta rèn luyện kiếm nó đủ thứ kiếm á. Mà kiếm nào mà chém giặc đó nghe, mà nó chém giặc như chém cỏ đó, là kiếm đó, nghĩa là cái kiếm đó nó có cái nghĩa là cần thiết nhất. Nhưng mà chỗ này Đức Thầy không nói cái kiếm mà đánh giặc, mà Thầy nói là trí kiếm, dùng cái trí huệ của mình cũng như là cái kiếm vậy đó. Kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp. Đọc lên hai câu trên nữa: nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, hành thiện chi kinh thị sĩ hiền. Kiếm huệ phi tiêu đòn chướng nghiệp thì Phật tiền hữu nhật chính đang duyên, hiện Phật mình ra, trừ được nó rồi hiện Phật ra. Như chỗ này Thầy nói là kiếm huệ. Kiếm huệ đây là muốn được có trí huệ, muốn được có sự sáng suốt thì chúng ta phải tu làm sao phải giữ giới lực cho tinh nghiêm. Giữ giới lực cho tinh nghiêm đừng phạm, thì bắt đầu trở lại cái tâm định của mình. Khi cái tâm định của mình rồi được rồi đó, ngoài không nhiễm, ở trong không loạn, thì bắt đầu nó tự nhiên nó phát khai trí huệ. Mà phát khai trí huệ rồi tự nhiên chặt đứt cái chân tất cả các cái vọng niệm, chặt đứt cái chân tất cả những cái nghiền nhiễm ở trên thế gian này. Kính dĩ chiếu diện, chí dĩ chiếu tâm, kính minh tất trần ái bất nhiễm, chí minh tất tà ác bất sanh. Kính là biến kiến để soi mặt, kiến sáng thì bụi bặm không dính, mà chí sáng thì tà ác nó không sanh. Tại vì kiến để soi mặt mà trí để soi tâm, mà kiến sáng bụi bặm không dính, mà trí ác thì tà ác không sanh. Tự nhiên đốt ngọn đèn cái bóng tối nó luôn mất.
mà chiếu sáng rồi thì mấy này nó biến mất, dù cho thất tình lục dục, dù cho mấy này nó chạy mất hết, thì gọi là thập tam ma diệt bằng chí kiếm, dùng chí kiếm của mình đã chặt đứt mấy này mới được. Mài gươm chí cho tinh cho khiết, mài gươm chí cho tinh cho khiết, dứt tâm trần kiếm chữ sắc không, như vậy gọi là mài. Gắn công mài sắc nên kim, những câu quyền bí gắn tìm cho ra. Làm sao đó tâm sáng suốt như đài nguyệt kiến, tánh trong như nước bích mùa xuân, rèn luyện được cái bản tâm của mình sáng suốt, thì trí huệ đó nó mới chặt đứt cái chân tất cả. Thầy nói lục căn ở trong lục trần đó, nó là cái hai cái này nó ghiền nhiễm từ xưa tới giờ, mình cũng bị sa đọa. Bây giờ thầy nói sáu đường ấy ở trong tâm ý, ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát, thì xác trần mới khỏi đọa đày. Nó được gọi là thập tâm ma diệt bằng chí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Dứt xong là gì? Chữ dứt là bứt bỏ, mà chứ xong là hết. Vậy thì dứt xong rồi có nghĩa là làm cho nó xong hết, cho nó biến mất hết, không còn cái gì trong tâm mình nữa hết. Vì dứt xong rồi là tu cho nó thành công, không còn cái gì gây nhiễm nữa hết trong tâm của mình. Từ thân, từ khẩu, từ ý, hết trơn tất cả gây nhiễm, hết trơn tất cả những tội lỗi. Thì chừng đó nghĩa là vô sự thảnh thơi. Chữ vô sự là không còn cái gì ngăn buộc mình nữa hết. Mà thảnh thơi là được đắc đạo, tự do, tự tại, được sáu phép thần thông. Muốn đi đâu đó đi, muốn làm gì đó làm, muốn hiện đâu cứu ai đó thì cứu. Nhưng đó nghĩa là chúng ta tự tại, giải thoát, an vui, không còn khổ nữa. Tiêu diêu đạo đức lưỡng bàn, dân du võ trụ thanh nhàn biết bao. Thôi chừng đó chúng ta được đắc đạo giải thoát. Sao hưởng đạn phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa khỏi tử sanh. Nguyện đem công quả tu hành, cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Tại vì sao hưởng đặng phước thừa của Phật, hồn nhẹ nhàng giữa khỏi tử sanh, thì nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ giảng sanh liên đài. Tông tổ là ông bà của mình, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng cứu luôn dòng họ của mình luôn, cả giống dòng giải thoát lưng trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong tranh chúng, hết lầm hết mê cứu luôn chúng sanh luôn, cứu tổ tiên ông bà của mình, cứu luôn dòng họ của mình, cứu luôn tất cả chúng sanh, độ trong tranh chúng, hết lầm hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật cảnh, chẳng liên trần ảo ảnh gạt lương, nguyện cầu chư Phật mười phương, niết bàn tịch tỉnh là đường vô sanh. Thì kính thưa toàn thể quý vị, thì vừa qua thì tôi cũng mạo muội để trình bày trong bốn câu giảng của Đức Thầy. Nếu có điều chi sơ sót cũng mong tất cả quý cô bác anh em đồng đạo cũng quan hỷ cho. Kính chúc toàn thể quý vị được vui vẻ, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.